nhân liền. Nếu quyết thân của anh thì nặng. Cái dưới đấy chạy bằng cái gì đấy? Hả? Cái dưới đấy chạy bằng cái gì đấy? Cái chạy bằng cái này này. Ừ. Chạy này đầu kia nó chạy bằng cái gì? Chắc là cũng có. Tràn sang 17 tăng vượt như thế 8 lỗ ngang. Nó làm như bên nhà mình làm ra ngoài này, nó vào đâu đây này? Thế này, tôi hỏi nhé. Ơi. Ơi,
đây thì tôn cuối đấy. Chính xác đấy. Và ba bác trên vai bác dưới. Và cái tôn cơ nhiệt kết thúc này. Tức là mình nữa nay mai mình đã đường gió trên riêng, đường gió dưới riêng một tí quay ra bên kia mới là sang bên kia mà xem. Bên kia của nó là trình. Trung Quốc là làm 2 mét, 2 mét rưỡi. Thì cái này là 40 đúng chưa? Cái là 40 đúng không? Cái nào? Từ này sang đây là 40. 40, cái này phải làm mấy? 5, 6, 6, 5, 30, 3 mét. Đúng rồi. Cái này nó gió lỏng nó lấy ở đâu ra? Cái đấy đấy, ống to đấy. Ống to đấy. Ống to này ở trong nó lấy ở xương cá chứ. Ống nó lấy để nó quạt vừa đốt mà. Đấy đấy, đấy ống, ống này đấy, ống to giữa này, dưới này. To dưới đây đây. Đây đây, từ đứng đây nó đây đấy. Đúng rồi đấy, nó ngoằm lên đấy. Tí nó sang bên kia nhìn. Phải sang bên kia xin rồi. Lấy này họ lấy chiếc lau ở chứ. Đấy cái đoạn phi ba này. Cái đằng sau cái chỗ làm mát này nó lấy về đây nó đốt. Cái ống to này, to dưới còn gì nữa. Những cái bếp này giờ không đốt được. Đốt ít nhỉ, tận đây mới đốt.
chú ơi, cháu lên chỗ nào được tí không? Lên chỗ này được. Qua này qua tí đi. Đi đây. Qua đây. Qua đây đi. Không phải, qua này mà. Đâu? Qua cầm lò. Là mát cầm lò. Là mát cầm lò. Mà mát ngon cái gì? Mà mới đều là mát cầm lò. Đây là mát cầm lò. Lên được trên này nhìn được hệ thống này ngon này. Cho lên cho xem cái quạt. Cho lên trên xem cái quạt đốt. Lấy chuyện. Đấy nhìn tổng thể được đấy. Cái này giờ nó có mới hệ thống mát và lò hết đấy. Cái này là tiến tiến mới hết của nó. Đồn chèo chặt thế. Con đốt này nó nằm ở đâu ấy nhỉ? Duy, Tiên. Cái gì? Con đốt nó nằm ở đâu ấy? Nó không quả đốt. Hả? À? Đây. Ừ đấy, nhưng mà nó hút ở đâu, quạt ở đâu? Hút ở Q3 này, nó thổi vào này. Đâu? Đây là Q3 đây. Sau Q3 này. Nó lấy lên đây đi. Ừ thì sau Q3 này lên thì quạt của nó đâu? Lấy mũi gió à? Mũi gió dương à? Ừ, dương không. Không có quạt à? Không. Hết trong này này. Hết trong này. Đây này, chú cứ bảo nó làm hết trong này. Không ạ. Lấy mỗi hai hệ quạt đốt. À hai hệ quạt Q3. Là sấy à? Đây. Đấy, đặt lại bằng sấy đấy. Sấy đấy có phải đốt luôn chưa? Hay là sấy hết bên nhiệt bên này, có phải đốt khí ngoài không? Có phải đốt không? À. Vẫn phải đốt khí. Không, giờ mới nó không cần quạt đốt nữa rồi. Đó là nó dùng cái to kìa. Cái kìa dùng cái to kìa. Đó. Cái hệ trên kìa, quạt đốt kìa. Không có quạt đốt. Đây đây nó làm đây là chúng ta quạt làm mát. Thế là Q3 nó đẩy. Nó làm mát nó hút ngay đằng sau đấy. Nó không có cái tai hút ngay đằng sau đấy. Không, không, không. Đây đây. Nó hút từ cái quạt này vào. Đây này. Ăn cắm thẳng lò luôn, hút lên này, còn mỗi Q3 này lan đúng. Thì gió từ đây nó ra. Gió đây ra thì lan hút lấy cho nó luôn, chứ nó không có quạt. Bye.
trên tờ. Rồi. Thế và nó bằng tiếng Anh nhưng mà nó đẩy như vậy thì nó chỉ được phải không ạ? Đẩy lấy răng hết. Đây lấy răng 2, lấy răng hết. Thank you.